Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của mình ngày hôm nay. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo thêm tài khoản doanh nghiệp khi mà mọi người đã tạo hai cái tài khoản doanh nghiệp ở trên một con Vio rồi nhá. Đấy, thì ở đây thì mọi người có thể dùng cách này để tạo ra vô hạn tài khoản doanh nghiệp. Đó. Và cái hướng dẫn thứ hai là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để kích agency. Thì buổi sáng hôm nay mình đã theo dõi anh Việt ở trên cộng đồng thì mình đã biết được cái cách để kích agency cho tài khoản doanh nghiệp bằng code. Đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ngay sau đây thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đó là tạo tài khoản Instagram cũng như là tạo tài khoản quảng cáo doanh nghiệp trước nhá. Ở đây thì mọi người có thể thấy là con Vio này của mình đã tạo được hai cái rồi này, tuy nhiên là bị hạn chế. Đó thì mình sẽ sử dụng con Vio xác minh danh tính này. Đấy, để mình có thể là tạo thêm tài khoản doanh nghiệp nữa bằng cách là tạo từ Instagram. Đó. Ok, ở đây chúng ta sẽ tạo Instagram. Mọi người sẽ truy cập vào instagram.com, sau đó có thể là tạo bằng số điện thoại hoặc là tạo bằng Facebook luôn. Ở đây mình sẽ login bằng Facebook đây nào. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi. Set up rồi, yes, finish này. Thêm ở đây thì mình sẽ để là thêm 5 đi. Username này. Password này. Sign up này. Đấy, đăng ký bằng số điện thoại thì nó cũng tương tự. Mọi người có thể là xem những cái video hướng dẫn tạo Instagram ở trên điện thoại nhé. Save này. Back Instagram này. Đó. Rồi, ok. Tắt đi. Ok, sau khi tạo xong thì mọi người nhớ phải chuyển sang cái tài khoản dạng kinh doanh nhé. Bấm vào cài đặt đấy, sau đó bấm vào switch này. Đó, ở đây bấm vào business, rồi bấm vào next, next tiếp này, lựa chọn, chúng ta sẽ lựa chọn là cái gì cũng được, mọi người cứ lựa chọn, bấm đăng này. Đó. Lại một chút cho nó loát. Tranh thủ loa thì chúng ta sẽ sang tạo page để chúng ta có thể là liên kết lại với nhau. Ví dụ anh đây mình sẽ copy cái tên này đi, copy cái tên sang Instagram thì chúng ta sẽ bấm vào save nhé, đăng này, chúng ta sẽ lấy tên ở bên này cho nhanh. Đây copy này, chúng ta sẽ tạo trang mới, trang mới nha. Rồi chúng ta sẽ kết nối Instagram vào trong trang Facebook là nó sẽ tạo cho chúng ta được cái tài khoản doanh nghiệp rồi. Rồi ok. Đây thì chúng ta sẽ bỏ qua cái phần ảnh odd này đi. Đó, chúng ta sẽ kéo xuống phần cài đặt cho trang này. Kéo xuống tìm cái phần Instagram này. Sau đó chúng ta bấm vào kết nối tài khoản này. Tiếp tục này. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ continue này với cái tài khoản này, tiếp tục với tài khoản này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ load lại thế này. Đó, xem lại kết nối, bấm vào tiếp tục. Tiếp tục này. Đó, xác nhận. Rồi, tiếp tục này. Khá là nhanh thôi. Đấy, đã xác nhận kết nối. Thì chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ có thể là load lại một chút để chúng ta xem là cái tài khoản doanh nghiệp đã được tạo ra chưa. Chúng ta có thể xem đây, đó, cùng thêm 5 này. Đó, rồi. Thì chúng ta đã tạo được tài khoản doanh nghiệp rồi thì để kích được agency theo cái code thì mọi người có thể làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt cho doanh nghiệp này. Đó, ở đây thì khi mà chúng ta giữ một bất kỳ những cái doanh nghiệp tài khoản doanh nghiệp nào trên một con Vio thì nó sẽ kích hết luôn. Thì code này kích cũng rất là nhanh thôi. Ở đây thì mọi người sẽ bấm chuột phải, bấm vào inspect. Đó, sau đó mọi người bấm vào cái console này. Đó. Rồi chúng ta sẽ copy cái code, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nhá. Chúng ta sẽ dán nó vào đây. Và bấm enter. Đấy. Rồi có một cái success này, hai cái này. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy
để check được là xem nó đã được hay chưa. Khi mà vừa rồi ấy, thì mình chưa chưa kích ấy, thì nó sẽ không có cái giải pháp marketing ở đây. Giải pháp marketing ở đây cũng như là cái trung tâm đối tác đó, thì mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy ở đây nhá. Thì khi mà mình kích rồi này, mình đã success rồi này, mình có thể load lại xem nó có không nhá. Tắt ngay đi được rồi. Ok, ở đây thì chúng ta có thể là bấm vào cái nút công cụ này. Đấy, nó đã hiển thị ra cái nút giải pháp marketing này nhé mọi người nhé. Đấy, marketing này, trung tâm đối tác này. Đấy, đây là cái cách để kích agency bằng code rất là nhanh thôi mọi người. Có thời gian thì hãy kích luôn nhé. Có thể đây cái code thì nó sẽ fix sớm thôi. Ok, hẹn mọi người ở những video dẫn tiếp theo của mình. Tạm biệt.